Quyển 17, thứ 11, Tư Sở Thành Địa, phần 2. Cần phát sinh tinh tấn, thường kiên cố dũng mãnh, hàng tu chẳng phóng dật, khéo an trụ nằm trì, kệ tụng đầy hiển thị vì mặc giáp phương tiện, tinh tấn không thối chuyển. Vì tu tập nằm trì không phóng dật, cho nên sự tu học đạt đến thành tịnh thủ thắng. Nằm trì không phóng dật, tức là các sự tạo tác trước kia cùng với sự thực hành ở quá khứ, vị lai, hiện tại. Dấu điều thiện của mình cũng phát lộ các ác, được các y phục thầy, xấu đẹp đều hoàn hỷ, ý thuận với việc đời, thô xấu cũng tùy chuyển, thọ công đức đầu đà, là tịch lìa phiền não. Trong hai kệ tụng đầy hiển thị, vì xa lìa nhân quyến thuộc tham muốn, nhiều muốn không biết đủ, và vì xa lìa nhân muốn nhiều không biết đủ chướng ngại sự học thành tịnh, cho nên sự tu học được thành tịnh. Phải đầy đủ oai nghi nên lượng mà nhiếp thọ, chọn không có hành động trá hiện tướng oai nghi. Kệ tụng đầy hiển thị vì đầy đủ oai nghi, vì không đối trước người dối trá hiện tướng, vì nhiếp thọ vật khéo biết lượng, vì tu phạm hạnh gìn giữ thọ mạng mà có sự thọ lãnh, do đây sự học được thành tịnh. Không tự khoe thật đức cũng chẳng khiến người khen, tùy có sự mong cầu mà chẳng hiện dị tướng, cầu xin từ nơi người, chọn không cưỡng bức não, như pháp được thù mà thu được, được rồi không khinh chê. Trong hai kệ tụng đầy hiển thị vì xa lìa các việc, như nói lời thêu dệt, hiện tướng dối trá, dùng uy thế để bức bách, đem chỗ lợi đã được chiều lấy lợi. Do đây sự tu học chuyển chuyển thành tịnh thủ thắng, không tham đắm lợi dưỡng, cùng mong người cung kính, cũng không chấp các kiến, tăng ích và tổn giảm. Kệ tụng đầy hiển thị vì không đắm trước lợi dưỡng cùng kính, vì không chấp trước năm chủng ác kiến, đi khiến sự tu học chuyển chuyển thành tịnh thủ thắng. Không thuận theo thế gian, văn chú thuật vô nghĩa, cũng chẳng vui tích chứa, nhiều y bát vô nghĩa. Kệ tụng đầy hiển thị không chấp trước các nhân ác kiến tả luận của ngoại đạo, vì dụng đầy sẽ năng chướng ngại trong việc giải thoát thủ uẩn. Sự chế tác các văn chú thuật của ngoại đạo gọi là thuận theo thế gian, vì nhân tích chứa y bát thành tịnh mà xa lìa nhân đắm trước lợi dưỡng cùng kính, cho nên sự tu học được thành tịnh. Sợ thêm lớn phiền não không tập nhiễm cư gia, vì tịnh tu trí tuệ nên thân cận hiển thánh. Kệ tụng đầy hiển thị xa lìa nhân sở trị, vì thân cận nhân năng trị khiến sự tu học được thành tịnh. Không nuôi chứa bạn bè, sợ ưu bi phát loạn, hay sanh khổ phiền não mới phát tầm xa lìa. Kệ tụng đầy hiển thị, nếu gần gũi cuộc sống gia đình khiến phát sinh ưu bi tán loạn, tăng trưởng các phiền não năng làm nhân sanh các khổ. Vì gần gũi kia năng sanh các khổ, đủ phiền não mới sanh khởi tầm liền trừ bỏ. Như vậy hiển thị nhân đối trị, không thọ nơi tín thí, sợ ô nhỏ sát hại, đối chánh pháp Như Lai từng không có xả bỏ. Kệ tụng đầy hiển thị không tham đắm lợi dưỡng cung kính, không chấp kiên cố các ác tà kiến, không hư uổng thọ dụng của tín thí, không hủy báng chánh pháp, cũng năng xa lìa tham trước các dục đời sau, và năng xa lìa sanh khởi các nhân ác kiến. Do vậy sự tu học chuyển chuyển thanh tịnh thủ thắng, đối với người không tiếm phạm, an vui không gây tạo, thường xét lỗi lầm mình, biết rồi sớm phát lộ. Kệ tụng đầy hiển thị xa lìa, tác ý truy tìm lỗi lầm của người khác, đối với các thiện pháp mình đã làm không bị tán loạn, thường sanh hoan hỷ. Đối với lỗi lầm của mình như thật rõ biết, phát lộ hối trừ, lìa tăng thượng mạn, do nhân duyên đầy sự tu học được thành tịnh. Nếu phạm điều ngàn cấm, phải như pháp ra khỏi, trong công việc nên làm năng dũng mãnh tự làm. Kệ tụng đầy hiển thị ra khỏi lỗi đã phạm, và năng xa lìa tâm ham thích tham thọ người khác cùng phụng hầu hạ, do nhân duyên đầy sự học được thành tịnh. Đối Phật và đệ tử, oai đức cùng ngôn giáo, tất cả đều tín thọ, thấy tội lớn chẳng chê. Kệ tụng đầy hiển thị tín viên mãn, vì thấy tội lớn đối với việc phỉ báng, do đây sự tu học được thành tịnh. Nơi pháp thật sâu thẳm, chỗ không thể suy lường, hay xả ý thấy trước không chấp chặt tự kiến. Kệ tụng đầy hiển thị vì xa lìa chấp chặt kiến thủ của mình nên học được thành tịnh thủ thắng. Thường vui sống xa lìa cùng biên tế ngoạ cụ, hằng tu tập thiện pháp, bền tinh tấn dõng mãnh. Kệ tụng đầy hiển thị vì hoặc thân hoặc tâm đều xa lìa, vì tu tập thuận định, vì xa lìa tất cả tầm tư bất thiện, vì thuần tu các thiện pháp bạch tịnh, vì không bị trầm trọng của các tùy phiền não làm chướng ngăn, vì năng khéo viên mãn tránh gia hạnh. Do đây phương tiện tăng thượng tâm học chuyển chuyển thủ thắng, không có dục sanh dục, không oán ghét
Địa thủy miên, lúc không ở tịch tĩnh, địa ác tác, không lo tan, lo tan, khẳng thời tất cả chủng, thành tựu tránh phương tiện. Trong hai kệ tụng đầy, hiển thị vì sao lìa tham dục sân khỏe hôn trầm, thủy miên trạo cử, ác tác và nghi cái. Đối với hình các thiện pháp, sanh khởi vui muốn, vì ở trong các dục rất nhàm chán, vì tu gia hạnh phương tiện, các phẩm thiện có khả năng khảm nghiệm, vì tâm an tĩnh nhưng có thói quen thủy miên, hoặc tâm bị chìm đắm, hoặc tâm lo toan, phải tác ý tư duy tướng tịnh diệu. Vì lúc du hành không an trú trong chỗ yên tĩnh, vì đối với lỗi phạm trước, liền sanh ưu hối, đối với chỗ không phạm thì không ưu hối, vì về sau sanh hỷ lự, thủ thắng. Vì phương tiện ẩn trọng gián đoạn chân tránh, do đây đang thượng tâm học truyền được thanh tịnh, dẫn phát cùng giác ngộ và sở kết hòa hợp, có tướng hoặc gần gũi cũng nhiều trùng hỷ lạc, sầm bức cực gần gũi gọi phân biệt hư vọng. Hay sanh nơi dục tham, người trí phải xa lìa. Trong hai kệ tụng đây hiển thị tám chủng phân biệt hư vọng, năng sanh sở hữu tham ái của sự dâm dục, từ phương tiện đầu tiên thứ lớp sanh khởi cho đến rốt ráo. Vì xa lìa các việc trên nên sự tu học được thanh tịnh thủ thắng. Phân biệt dẫn phát tức là sở hữu phân biệt đối với các sự khả ái, năng dẫn phát tâm tương ưng với tư duy bất chánh. Phân biệt nhận biết tức là ở trong các sự khả ái kia, phân biệt tương ưng với sự tham triền. Phân biệt sở kết hòa hợp tức là sở hữu phân biệt ở trong sự khả ái kia. Phân biệt có tướng tức là sở hữu phân biệt ở trong các sự khả ái kia, chấp thủ trùng trùng tướng trạng tịnh diệu. Phân biệt gần gũi tức là ở trong các sự việc khả ái mà mình đã được sở hữu phân biệt tương ưng với sự phấn khích. Phân biệt vui thích tức là sở hữu phân biệt ở trong các sự việc đã được kia, trùng trùng thọ dụng, mong muốn yêu thích, trùng trùng môn truyền. Phân biệt sầm bức tức là sở hữu phân biệt lúc hai căn giáo hội. Phân biệt cực gần gũi tức là sở hữu phân biệt lúc xuất bất tịnh. Các dục khiến không no, chúng nhiều sự cộng hữu là nhân duyên phi pháp hay tăng trưởng tham ái, hiện thánh nên xa lìa, chóng hướng đến hoại diệt. Vì dựa nơi các duyên, lỗi nguy do nương tựa, trong hai kệ tụng đầy, hiển thị thứ lớp tám chủng quá hoạn của các dục ở hiện pháp hậu pháp. Nếu nàng quán thấy tức có phương tiện đoạn trừ dục ái, các dục như xương khô cũng như đống thịt bằm, tựa như bó đúc cỏ, giống như hầm lửa lớn, ví như loài rắn độc, cũng như thấy chiêm bao, như mượn vật trang sức, như cây ngay quả chín. Biết các dục như vậy đều không nên say đắm. Trong đây rộng dẫn như trước đã thuyết, các dục khiến không no, và trong các dục có tám chủng quá hoạn. Tất cả thế gian hợp thành thí dụ, hiển thị quá hoạn của các dục rất sâu nặng, lại vì hiển thị ở trong các dục có đầy đủ các quá hoạn phân bình rõ ràng như vậy. Nào có bậc trí giả lại vui đắm với các dục kia, lại các dục kia ví như xương khô nên khiến không no đủ, ví như đống thịt bằm nên mọi người đều có, ví giống như bó đuốc cỏ đang cháy cực thiểu não nên là nhân duyên phi pháp, ví như hầm lửa lớn sanh khát ái nên tăng trưởng tham ái, vì như rắn độc nên hiền thánh xa lìa, vì như thấy chiêm bao nên mau chóng hoại diệt, vì như giả mượn đủ các thứ để trang sức nên vin dựa các duyên, vì như cây cao quả chín thối giữa nên là chỗ cho nguy cơ, nguy vong phóng giật nương tựa. Phải lắng nghe chánh pháp, thường tu duy tu tập, trước quán thấy thổ tĩnh, kế nhất hướng tu tập, xả phiền não thổ trọng, nơi đoạn sanh hần lạc, nơi các tướng quán sát, đắc gia hạnh cứu cánh, năng lìa dục dục giới và lìa dục sắc giới, nhập hiện quán chân đế, năng lìa tất cả dục, hiện pháp chứng niết bàn, cũng vĩnh tận dư y. Trong đây hiển thị do nương bảy chủng tác ý là liễu tướng nên đạo thế gian và xuất thế gian đều được thành tịnh, chứng hai quả niết bàn là hữu dư y và phu dư y. Do đây tăng thượng tuệ học đắc cứu cánh thành tịnh, lắng nghe chánh pháp, thường tư duy hiển thị tác ý liễu tướng, thường tu tập hiển thị tác ý thắng giải, vì phát khởi thắng giải mà tu tập, trước quán thấy hít thổ tĩnh, hiển thị tác ý viễn ly. Một hướng tu tập hiển thị tác ý nhiếp lạc, ở nơi có tướng quan sát hiển thị tác ý quan sát, gia hạnh cứu cánh hiển thị tác ý gia hạnh cứu cánh, năng lìa dục dục giới và lìa dục sắc giới, nhập chân thế hiện quán năng lìa tất cả dục, hiển thị tác ý quả gia hạnh cứu cánh thế gian xuất thế gian. Ba kiến lập thể nghĩa giả tha, như tục nói, nơi các sở hữu thân ngữ ý chớ làm tất cả ác thế gian, do niệm tránh chi lìa các dục chớ gần năng dẫn khổ vô nghĩa. Này trong kệ tụng đầy
Từ ác tức là các ác hạnh, nơi tất cả chủng, tất cả nhân duyên, tất cả nơi chốn sở hữu, các ác hạnh đều không nên làm. Sao nói là ở tất cả chủng không làm ác? Vì thần ngữ ý không gây tạo các việc ác. Sao nói là ở tất cả nhân duyên không làm ác? Vì chọn không gây tạo các ác do tham sân si sanh khởi. Sao nói là ở tất cả nơi chốn không làm ác? Vì nương vào sự việc của các hữu tình và sự việc của phi hữu tình mà không gây tạo các việc ác. Sao nói là do niệm chánh tri xa lìa các dục? Đó là đoạn trừ sự dục và đoạn trừ phiền não dục. Đoạn trừ sự dục như có một người ở trong chánh pháp vì nại gia sở chứng của chư Như Lai, được tính thanh tịnh, rõ biết cuộc sống gia đình bức bách giống như lao ngục, nên suy nghĩ cầu việc xuất ly. Nói rộng cho đến do tầm chánh tín nên xả bỏ xa lìa pháp tại gia, tu hữu nhập pháp xuất gia, nên đối với dục tham vẫn còn chưa lìa hẳn, như vậy gọi là đoạn trừ sự dục. Đoạn trừ phiền não dục, người kia đã xuất gia vì muốn khiến dục tham được đoạn trừ không sót thừa, nên đi đến đồng hoang núi rừng an cư ở bờ hoang vắng vẻ, hoặc an cư nơi A Lan nhã, cho đến hoặc an cư ở tịnh thất không nhạc, nơi sự dục phá khởi tất cả dục phiền não, nhập lấy tham do phân biệt hư vọng sanh ra, vì đối trị tham kia nên tu vốn niệm trụ. Hoặc lại ra khỏi những chốn ấy, sống gần tụ lạc thôn ấp thì khéo phòng hộ thân, khéo giữ gìn các căn, khéo trụ chánh niệm khi đi vào tụ lạc, hay từ thôn ấp trở về, tất cả hành vi đến đi tiến dừng hàng trụ chánh biết. Vì thoát khỏi sự ngủ nghỉ và các mỏi mệt, người kia ở trong bốn niệm trụ đầy khéo an trụ chánh niệm làm ý chỉ, vì muốn vĩnh viễn đoạn tùy miên của dục tham nên tụ tập đối trị. Lại vì lấy trụ chánh biết là y chỉ, xa lìa các triền cái, thân tâm điều hòa khoan khoái, có chỗ kham năng phương tiện mạnh mẽ, tu đoạn tỉnh tĩnh. Người kia vì niệm và chánh biết làm y chỉ như vậy, liền năng chứng đắc đoạn trừ phiền não dục, xa lìa các dục, cho đến an trụ đầy đủ ở sơ tĩnh lự. Như vậy đối với các biên hành thọ dụng dục lạc, các pháp dị sanh tánh có uế thấp kém, tức có khả năng hoặc đoạn hoặc chánh biết. Sao nói là dẫn khổ vô nghĩa, như có sa môn hoặc bà la môn tự hành khổ hạnh, ở trong hiện pháp dùng chủng chủng khổ đế, chủng chủng khổ để tự bức bách mình, tiểu não giáp khắp, lại để tự cho là, này ta ở hiện pháp bị khổ sở bức não, phải giải thoát khỏi các khổ đây, tùy cầu mong việc đây, mà lại tự hành hạ bức ngặt mình, cho nên đối với việc giải thoát khỏi khổ, kia chọn không thể thực hiện được, mà lại chiêu tập thêm khổ não lớn. Như vậy gọi là dẫn pháp khổ vô nghĩa. Các thánh đệ tử năng khéo liễu trì đối với biền thọ dụng tự hành khổ hạnh, năng dẫn pháp khổ vô nghĩa vì thánh như vậy, phải nhanh chóng tránh xa, không thân cận, không gần gũi, cũng không thừa sự. Lại nữa, nay sẽ tóm lược biện biệt nghĩa đã nói trên. Sao gọi là lược biện? Các hữu tình có hai chủ viên mãn: một, tăng thượng sanh viên mãn; hai, quyết định thủ thắng viên mãn. Tầng thượng sanh viên mãn tức là đến cõi thiện, quyết định thủ thắng viên mãn tức là ái tận dứt, ly dục, tịch tịnh, niết bàn. Ở nơi hai viên mãn đầy và chướng ngại, năng chứng đắc, năng đoạn trừ, đây gọi là nghĩa lược. Hoặc ở tất cả chủng, tất cả nhân duyên, tất cả nơi chốn đều không làm ác hạnh, do đây năng đoạn trừ các chướng ngại của tăng thượng sanh viên mãn, cũng năng chứng đắc tăng thượng sanh viên mãn. Hoặc ở biên hành thọ dụng dục lạc và ở biên thọ dụng tự khổ hạnh, quyết định xa lìa, do đây năng đoạn trừ các chướng ngại của quyết định thủ thắng viên mãn, cũng năng chứng đắc quyết định thủ thắng viên mãn, nên biết đây gọi là lược nghĩa của phần này. Tưởng chúng sanh nên nói, nương nên nói an trụ, không rõ biết nên nói, nên chiêu tập sanh tử. Nếu rõ biết nên nói, với người nói không lo, do không có điều này người không nên tranh luận. Nếu do bằng hơn kém, kia liền nổi tranh luận. Ở ba chủng không động, bằng hơn kém, đều không. Đoạn danh sắc ái mạng, không trước khói tịch tĩnh, không não mong chẳng thấy, đây kia cõi trời người. Trong bốn kệ tụng đây, kệ đầu nói nên nói, tức là tất cả pháp hữu vi. Sở dĩ vì sao các pháp hữu vi đều nhiếp thuộc ba chủng ngôn sự, này trong nghĩa đây nói năm diệu dục lấy làm nên nói. Lại năm diệu dục đầy các sa môn hoặc bà la môn dùng lời nói để cầu xin từ thí chủ nên gọi là nên nói. Lại ở nơi năm diệu dục các vua dùng lời nói sai khiến người hầu hạ để thọ dụng do nhân duyên đầy cũng gọi là nên nói. Lại các kẻ thọ dục
Ở nơi năm diệu dục đây, không thể tự nhiên khéo biết quá hoạn của chúng chỉ trừ chư Phật và đệ tử Phật, vì họ tuyên thuyết quá hoạn kia mới đủ khả năng rõ biết, do nhân duyên đây cũng gọi là nên nói. Các kẻ thọ dục, ở trong các dục không tránh tự duy mà lại giữ lấy tướng đây cũng giữ lấy vị ngọt của nó. Do đó ở nơi dục kia bèn sanh ái nhiễm, thọ dục, đắm thích cho đến nắm giữ bền chắc. Lại ở nơi các dục mà không như thật biết có các quá hoạn, tức không biết các dục đây vô thường, hữu ngụy trống rỗng không thật có là pháp bại hoại, giống như việc huyễn hóa làm cuồng loạn ngu phù, rất ít các ái vị, nhiều các quá hoạn. Cũng không như thật biết rõ các dục ít ái vị, nhiều quá hoạn như vậy, để mà ra khỏi. Nếu đối dục tham kia điều phục cho đến vượt qua thì gọi là ra khỏi xa lìa. Nhưng các kẻ kia đã không thấy quá hoạn, không biết xuất ly, mà lại thọ dụng các dục. Do nhân duyên đầy liền khởi sâu vùi đắm, đối với các sự sanh là sở hữu căn bản, các hành ở dục giới. Lại khi lấy sự tạo tác sanh làm sở hữu nghiệp căn bản rồi, thọ sanh ở dục giới, sanh rồi chết đi, sanh rồi diệt mất. Tưởng chúng sanh nên nói, nương nên nói an trụ, chẳng rõ biết nên nói, nên triệu tập sanh tử, là nghĩa như vậy. Nếu được gặp bậc thiện sĩ, được nghe chánh pháp như lý tác ý, thì ở nơi các dục như thật rõ biết ra khỏi quá hoạn của nó, tức là thấy được các dục vô thường hư ngụy, nói rộng cho đến vượt qua dục tham. Kìa ở trong chánh pháp tỷ lại ra sở chứng của chư Như Lai, được tín thanh tịnh, nên đối với các dục thấy sầu quá hoạn, lại chuyển tăng thêm, bèn năng xả bỏ xa lìa, hoặc ít hoặc nhiều, tài bảo kho tàng quyến thuộc tùy tùng dụng tâm chánh tín, để bỏ pháp gia đình hướng đến công nhà, vĩnh viễn, diệt trừ tất cả chỗ gọi, sanh lão bệnh tử. Như vậy xuất gia không mong cầu gì, tu hành phạm hạnh, người kia không khởi nguyện như do sự trì giới tinh tấn tu hành phạm hạnh này, ta sẽ sanh thiên hoặc một cõi trời nào khác. Kia không tả nguyện như vậy, nên tự mình không thấy, không sợ, không lo lắng trước sự bàn luận chê trách của người. Người khác cũng không nên chê trách bàn luận, oán, đối trách cứ bảo rằng hiền thủ ông này vì sao đáng lúc tuổi trẻ khỏe mạnh mà lại xả bỏ các diệu dục, chẳng theo ý nguyện của người thân lại vọng cầu các dục đợi thời mà phát thệ tu phạm hạnh. Vì vậy nên nói, nếu rõ biết nên nói, đối người nói không lo, do không có điều này, người không nên chế trách. Đấy tức là thành tựu thì là thành tịnh và kiến thanh tịnh. Vì cớ sao? Do kiến điên đảo nên phát khởi mạn, vì chấp giữ mạn nên cùng với sa môn bà la môn khác giấy khỏi tranh luận. Do nhân duyên đầy nên nói, kiến là căn bản của sự tranh luận. Có sa môn hoặc bà la môn nương kiến căn bản của sự tranh luận, cho là bằng hơn kém mà tâm hiện khởi cao cử, ý chỉ vào ba chủng mạn là ta hơn, ta bằng, ta kém, rồi lập mình là hơn hoặc bằng hoặc kém. Do nhân duyên đầy tiến đến chỗ cùng với sa môn bà la môn khác luôn phiền tranh luận với nhau. Nếu là bậc thánh đệ tử thì không bị ngã, ngã sở, ngã mạn làm lay động, cho đến thường không bị giấy động bởi tưởng, ta chẳng phải hữu tưởng, chẳng phải vô tưởng. Liễu chỉ các hành đều là các duyên sanh, ở nơi các hành chỉ thấy là tánh pháp, còn chẳng thấy mình là hơn bằng kém để so sánh đối với người, huống lại khởi kiến mạn mà nổi tranh luận. Bậc thánh đệ tử kia tùy theo mỗi xứ khác nhau mà hiển dương tông mình, chết phục luận người. Nhưng đối với các pháp chỉ thấy là pháp tánh, duyên nơi tử bi, đó là ta phải làm thế nào để kia có thể lãnh hội một câu diệu dụng, diệu nghĩa mà ta đã thuyết. Người tránh tu hành như vậy khiến đêm dài thu được nghĩa, lợi ích, an lạc lớn, cũng khiến chánh pháp Như Lai kiểu trụ, không nương theo kiến mạn và nhân duyên lợi dưỡng cung kính, mà giấy khởi tranh luận, cũng chẳng vì mong cầu các diệu dục hiện pháp như vậy mà thệ tu, phạm hạnh. Do vị kia tu phạm hạnh như vậy, xa lìa tà nguyện và các tà kiến, xả bỏ tham cầu lợi dưỡng cung kính, đối với tất cả chủng đều được thanh tịnh. Oai quang rực rỡ, không đâu chẳng soi thấu, chư thiên loài người đều cùng xưng khen, không nên có sự chê trách luận bàn. Lại năng vượt qua sanh lão bệnh tử, như vậy nên nói, nếu do bằng hơn kém, kia liền nổi trách luận. Nơi ba chủng không động, bằng hơn kém, đều không. Nói danh sắc, tức là năm thủ uẩn. Nếu có người đối với năm thủ uẩn kia quán thấy là khổ, sẽ được hiện quán lý lý. Ở nơi năm thủ uẩn, lúc đã tận thấy là khổ thì ý vui thích đối với sở hữu tham ái của năm thủ uẩn đều được đoạn trừ, nhưng không phải tùy miên được đoạn.
Nếu người kia như đạo đã chứng đắc lại chuyển chuyển nỗ lực tu tập, đoạn diệt không sót thừa ngã mạn, thành A-la-hán các lậu vĩnh viễn tận, do đã chứng đắc quả A-la-hán tầm khéo giải thoát liền đối với tự thân và các vật dụng của thân, triền và túy miên thải đều vĩnh viễn đoạn dứt, lìa ái lìa kiều lìa các phóng dật. Vị kia lìa ái lìa kiều lìa phóng dật như vậy, gọi là khói tịch tĩnh, không có phiền não cũng không có hy vọng. Sao gọi là khói tịch tĩnh, khói gọi là ái? Vì cớ sao? Như khói ở thế gian là tướng trước tiên của lửa, năng tổn hại căn mắt, khiến bị nhiễu loạn, không an ổn mà trụ. Ái cũng như vậy, là tướng trước tiên của lửa tham sân si, năng tổn hại mắt tuệ, khiến tâm tung tục bị nhiễu loạn, năng dẫn phát tầm từ vô nghĩa. Cái kia ở nơi ái đây đã đoạn đã biết, cho đến khiến ái ấy ở đời tương lai thành pháp không sanh, nên gọi là khói tịch tĩnh. Kẻ đã khói tịch tĩnh như vậy nên xa lìa sự đắm trước, tuy vẫn truy cầu đầy đủ các vật duyên nuôi mạng, không phải không truy cầu, nhưng năng giải thoát khỏi sự truy cầu tham ái, nên sự cầu không bị nhiễm ô. Sao gọi là không phiền não? Khi người kia hiện tiền truy cầu như vậy, hoặc người tự thí hoặc khuyến khích người khác thí, khi thí ẩn trọng không phải không ẩn trọng, thí tịnh mà không thô, thí nhiều mà không ít, thí nhanh mà không chậm. Đối với những điều ấy đều không ái vị. Đối với vật đã được thọ dụng không nhiễm trước, không sanh đắm trước, kẻo lẫn cho đến chấp trước kiên cố. Như vậy khi thọ dụng các vật dụng nuôi thân, không bị sự tham não làm thiêu đốt não hại. Nếu thí chủ kia không thể tự thí hoặc ngăn cản sự thí của người khác, giả sử có vật thí mà khi thí không ẩn trọng, không biểu hiện ẩn trọng, cho đến thí chậm chạp mà không nhanh chóng, cũng không vì thế mà sanh hiểm hận, do nhân duyên đầy không sanh khỏe não. Lại đối với vật đã được, lúc thọ dụng không lo buồn, không nghĩ ngợi, không tâm tổn hại và tâm sân khỏe, như vậy chẳng bị sự sân não làm thiêu đốt não hại. Lại đối với vật đã được, hoặc tinh hoặc thô, lúc thọ dụng thấy sâu quá hoạn, khéo biết ra khỏi an trụ chánh niệm, xa lìa ngu si, như vậy không bị sự si não làm thiêu đốt não hại. Sao gọi là không mong? Mong gọi là hy vọng, tâm bị hệ buộc, có kẻ không hãi sợ, ôm lòng tham muốn đi đến nhà thế gian, đó là những nhà gia thế sát đế lợi hoặc nhà tôn quý hào phú bà la môn, trường giả cư sĩ. Kìa suy nghĩ ta tưởng những chỗ kia sẽ thu được thức vấn ăn thượng diệu, cho đến tài bảo các tọa cụ thuốc trị bệnh cùng tạp vật dùng để nuôi thân. Đối với tài vật, truy cầu và thọ dụng như vậy đều không nên hy vọng. Lại người kia hằng thường an trụ tưởng chết, đó là qua phần đêm lại vào phần ngày, qua phần ngày lại trở lại phần đêm. Trong khoảng thời gian đó ta có vô lượng nhân duyên có thể bị chết, như kinh đã rộng thuyết, như trúng gió cho đến bị phi nhân khủng bố. Do nhân duyên đầy những sự truy cầu, những sự thọ dụng, cùng những tài vật có được đối với thọ mạng đây cũng không hy vọng. Như vậy vì không đắm trước, khói tịch tĩnh, không thiểu não, không hy vọng nên ở trong trời. Người đế thích tự tại thế chủ đều chẳng thể thấy sở hữu nhân, trong các nhân quả của trời người cũng không thể thấy. Lại ở bốn châu đầy, trời người thế gian và các cõi khác đều không thể thấy. Lại ở thế gian đầy, trời người thế gian và các cõi khác đều chẳng thể thấy. Như vậy nên nói, đoạn danh sắc ái mạn, không trước khói tịch tĩnh, không não mong chẳng thấy, đầy kia cõi người trời. Đầy kia cõi trời người. Lại nữa, trong kệ tụng thứ nhất hiển thị các dục đợi thời thuộc dụng tà hạnh và quả tà hạnh. Trong kệ tụng thứ hai hiển thị xả dục xứng với chánh đạo lý tịnh tu phạm hạnh, nhưng bị chê trách luận bàn là không hợp đạo lý và dục đợi thời. Như kệ tụng thứ hai thì kệ tụng thứ ba cũng vậy. Trong kệ tụng thứ tư, Thế Tôn hiển thị pháp chứng đắc hiện tiền, mạnh mẽ xa lìa vĩnh viễn, cho đến bậc trí giả tự bên trong chứng đắc. Lại nữa, kệ tụng thứ nhất tuyên nói các dục đây là tướng nên nói hiển thị dục đợi thời, do các dục kia chẳng phải lúc vừa cần đến tức liền được tại ý. Tóm yếu là dụng lời nói làm đầu, về sau mới truy cầu thọ dụng. Lại hiển thị đối với các dục kia vì trụ nơi tưởng không hiểu biết rõ ràng nên phát khởi tà hạnh, cùng chiêu lấy quả báo tà hạnh trong sanh tử. Kệ tụng thứ hai hiển thị vì năng rõ biết các dục, vì xa lìa tạ nguyện, vì tịnh tu phạm hạnh, vì xa lìa tà kiến, vì xa lìa kiến ngã mạn căn bản, vì xa lìa đắm trước lợi dưỡng cùng kính nên xả bỏ các dục, xứng hợp với chánh đạo lý. Do nhân duyên đầy sự chế trách luận bàn của người không hợp đạo lý, lại hiển các dục đây là tánh đợi thời. Vì sao? Nếu có người
ở đời trước không tạo phước, đời này tùy có dụng công, nhưng với những việc họ vui thích cũng cảm quả không toại lòng. Hoặc chỉ làm phước ở đời hiện tại thì ngay trong đời này, đối với những việc mà họ vui thích cũng không hòa hợp. Do nhân duyên đây, việc toại ý về sau mới thành tựu trọn vẹn. Bởi thế nên các dục được gọi là đợi thời. Kệ tụng thứ tư, hiển thị đoạn phiền não kiến sở đoạn, tức ở hiện tại chứng sa môn và quả sa môn thứ nhất, lại vì đoạn phiền não tu sở đoạn, tức ở hiện tại chứng sa môn và quả sa môn sau, vì đoạn tham ái, vì đoạn ngã mạn, như vậy hiển thị pháp sở chứng hiện tại. Lại vì lìa đắm trước, vì khói thanh tịnh, hiển thị lìa hẳn sự thiêu đốt mạnh mẽ, cho đến tự bên trong chứng đắc của bậc trí giả. Người kia đã đắc pháp tự nội sở chứng như vậy. Sao gọi là khiến người phải được rõ biết, do tướng biểu hiện là không thiếu não, không sự hy vọng. Trong đây bà kệ tụng trước hiển thị Thế Tôn vì chư thiền nói, bí xô chẳng thể hiển dương đại nghĩa thánh giáo Như Lai mà riêng ta năng thuyết. Lúc nói lời đây, chúng kia đã lãnh hội tỏ ngộ tâm lăng miệt đối với bí xô và tâm kiều mạn ở nơi tự thân đều được trừ diệt. Kệ tụng thứ tư rộng hiển đại nghĩa thánh giáo Như Lai. Bị dục tham ngăn che, tâm tôi thiêu đốt khắp, chỉ đại tiên thương xót dạy tôi khiến tịch tĩnh. Do ông tưởng điên đảo khiến tâm thiêu đốt khắp, cho nên thường xa lìa tướng diệu tịnh dẫn tham. Ông phải tu bất tịnh, thường định ở một cảnh, làm lửa tham chóng diệt, phải luôn luôn tưới tẩm quán các hành không diệu, để khổ là vô ngã, cũng buộc niệm nơi thân, nhiều tu tập chán lìa, tu tập nơi vô tướng hoại mạn và tùy miên, do nơi mạn hiện quán sẽ chứng ngằn mé khổ. Sao gọi là tường điên đảo? Đó là đối với cảnh bất tịnh, xả tướng bất tịnh, tư duy bất chánh, thủ lấy tướng tịnh diệu và thủ lấy tùy hảo. Sao gọi là xa lìa tướng tịnh diệu dẫn tham? Như có người thấy các cô gái dùng sắc khả ái, nên sanh khởi yêu thích, liền nhiếp giữ các căn không duyên theo sự nhớ nghĩ. Sao gọi là thường định ở một cảnh tu tập bất tịnh? Như có người trước dùng phương tiện thiện xảo, thủ tướng hiển thiện tàng ma điện, đó là tướng xanh bầm trường sình cho đến tướng xương trắng hoặc tướng xương nát. Và nơi cảnh giới khả ái hiện đạt được, tức dụng tướng đầy buộc niệm tư duy, nhưng sự thủ tướng đã thực hành ở trước, sao cũng hành như vậy. Lại ở nơi nội thân của mình hoặc của người quan sát trùng trùng bất tịnh tràn đầy, đó là quán nơi thần đầy có tóc có móng cho đến vẫn tiểu. Trùng trùng bất tịnh, sao gọi là quan sát các hành không phải diệu, lấy đây làm khổ. Như có người tác tư duy như vậy, ta đã thấy chút ít dung sắc khả ái của người con gái nên sanh yêu thích rồi, lại tiếp tục sanh tham ái mong muốn thọ dụng. Đây tức là tập đế, là nhân của các khổ. Do vì sanh đây nên trùng trùng nhiễu não, như lão tử sầu thán yêu khổ cũng từ đây được sanh. Sao gọi là quán sát các hành không phải diệu, lấy đây làm vô ngã, như có người tác tư duy như vậy. Ở nơi thần hình ta và nơi thân hình người nữ đều không có ngã và hữu tình. Vậy ai hay thọ dụng, ai được thọ dụng? Chỉ là các hành, chỉ là các pháp từ các duyên sanh. Sao gọi là buộc niệm nơi thân, nhiều tu chán lìa? Như có người tánh thuộc chủng loại dục tham mạnh mẽ hương thạnh, hoặc thuộc loại dục tham mạnh mẽ hương thạnh đây. Do thuộc loại dục tham mạnh mẽ hương thạnh đây, nên tùy nhiếp các căn mà vẫn bị tham dục tổn hoại nơi tâm. Tùy tác ý tư duy bất tịnh, khổ và vô ngã mà cũng bị dục tham tổn hại nơi tâm. Do nhân duyên đầy, người kia nương bất tịnh hoặc khổ hoặc vô ngã, tùy thời tác ý tư duy nhàm chán, hủy hoại, trái nghịch, chẳng thuận. Ở nơi thần niệm trụ, buộc niệm tại tiền, thần cận tu tập vì hoặc nhiều tu tập. Vì người kia trụ nhiều hành như vậy, liền năng đoạn dứt dục tham mạnh mẽ hương thạnh đầy, hoặc nhiếp các căn cũng không bị dục tham tổn hại nơi tâm. Hoặc lại tác ý tư duy bất tịnh, khổ và vô ngã, cũng chẳng bị dục tham tổn hại nơi tâm. Kia hành tu tập như vậy, chỉ hiện hành đoạn các dục tham triền, không phải đoạn tùy miên. Lại dục tham triền và tùy miên đây, tóm được ở hai chủng Bồ Đạc Giả La tương tục khá đắc. Một, ở dị sanh tương tục khá đắc. Hai, ở hữu học tương tục khá đắc. Trong thần hữu học cũng có một phần không đắc, tùy đối với tham cõi dưới đã vĩnh viễn đoạn, đã được an ổn, nhưng đối với tham cõi trên vì chưa đoạn nên chưa được an ổn. Trong thần vô học, sở hữu dục tham cõi trùng và cõi diệu mà còn không đắc hào hướng của cõi thấp kém.
Vì bậc vô học đã hết đoạn tham cõi dưới và tham cõi trên, nên là tất cả phần đã được an ổn. Một phần hữu học đã biết rõ dục đây, nhưng chưa lìa dục tham, về sau trụ nơi vô học sanh tâm vui thích xa lìa, vì thấy công đức tịch tính của bát niết bàn, cũng vì không trở lại tư duy tất cả tướng, vì thường tránh tư duy vô tướng giới, vì sinh tu học vô tướng định, lại vì ở đây nhiều tu tập nên vĩnh viễn đoạn trừ ba cõi, tu đoạn trừ ngã mạn, do đoạn trừ đây nên gọi là vô học, đã lìa dục của ba cõi, đoạn trừ tham của cõi trên và cõi dưới, đã được an ổn vì tất cả nhân khổ đều được xả bỏ xa lìa, chứng đắc ngặt mé các khổ. Như vậy nên nói tu tập nơi vô tướng hoại mạn và tùy miên, do bốn mạn hiện quán sẽ chứng ngặt mé khổ. Lại nữa, này sẽ tóm lược biện biệt nghĩa đã thuyết ở trên, đó là hiển thị tham dục do đây mà sanh, do đây tịch tĩnh và kia tịch tĩnh. Tham dục do đây mà sanh tức là do năm nhân: một, do tưởng tịnh diệu; hai, do vui hơn lạc; ba, do tưởng hữu tình; bốn, do tham mạnh mẽ hưởng thạnh; năm, do tùy miên còn sót thừa chưa tận hết. Tham dục sanh rồi do đây tịch tĩnh tức là do năm nhân: một, do tác ý tư duy bất tịnh; hai, do tác ý tư duy khổ; ba, do tác ý tư duy vô ngã; bốn, do buộc niệm tu nhiều chán lìa; năm, do tùy miên vĩnh viễn diệt không sót thừa. Kìa tịch tĩnh, tịch tĩnh đây được có hai chủng: một, hiện hành tịch tĩnh; hai, vĩnh viễn đoạn tùy miên, đương lai không sanh khởi. Do bốn chủng nhân duyên tịch tĩnh trước nên thành chủng tịch tĩnh đầu tiên, do chủng nhân duyên tịch tĩnh thứ năm nên thành chủng tịch tĩnh thứ hai. Nên biết đây gọi là nghĩa tóm lược. Sao gọi là bí số nhiều sở trụ? Vượt năm bảo lưu sẽ vượt sáu. Sao gọi người định năng qua rộng, dục ái mà chưa được cái phao? Thần khinh an tâm khéo giải thoát, không tác buộc niệm không khuỳnh động, liễu pháp tu tập vô tầm định, lối phẫn ái khôn trầm giải thoát. Như vậy bí số nhiều sở trụ, vượt năm bảo lưu sẽ vượt sáu. Như vậy người định năng qua rộng, dục ái mà chưa được cái phao. Đây là kệ tụng của thiên nữ thỉnh hỏi. Bạo lưu có sáu, đó là bạo lưu của mắt năng thấy các sắc, cho đến bạo lưu của ý năng rõ biết các pháp. Thánh đệ tử Phật bậc hữu học đã kiến tích nơi mắt nhận biết sắc thuận theo hỷ, không trụ nơi ái; nơi mắt nhận biết sắc thuận theo yêu, không trụ nơi khỏe; nơi mắt nhận biết sắc thuận theo xả thì thứ, thì lớp lớp tự trạch an trụ nơi xả. Giả sử phiền não kia đã sanh, hoặc dục tham triền, hoặc sân khỏe triền miên, hoặc ngu si triền, hoặc do ba thần làm duyên là hỷ thân, yêu thân và xả thân mà kia không đắm trước kiên cố cho đến nhả ra, do nhân duyên đầy các phiền não chuyển thuộc ba thân chẳng thể hiện hành trụ nơi khinh an. Như vậy gọi là được thân khinh an, nhưng chưa thể được tâm khéo giải thoát, bởi phiền não tùy miên vẫn chưa vĩnh viễn đoạn, ở thời sau lại năng vĩnh viễn đoạn tùy miên thuộc ba thân, tức nơi các phiền não kia thuộc kia đã ra lìa tùy phược. Như vậy được gọi là ở nơi ba thân, chỗ của tham sân si, tâm khéo giải thoát. Như nơi mắt nhận biết sắc, cho đến nơi thần nhận biết xúc, nên biết cũng vậy. Như vậy đã hết đoạn năm phần, năm hạ phần kiết, vượt qua năm bạo lưu, đó là vượt qua bạo lưu của mắt, năng thấy các sắc, cho đến vượt qua bạo lưu của thân, năng biết các xúc. Như vậy đã vượt qua năm bạo lưu, còn lại bạo lưu thứ sáu là ý cần phải vượt qua. Lại không tu tạo tác, không động lầy buộc niệm, không tạo tác đối với niết bàn sanh tâm nguyện vui muốn, không bị ngã mạn làm khuynh động, không tư duy cũng không tạo tác, lại không bị kế chấp. Đường lại ngã sở sẽ có, cho đến ta sẽ phi tưởng, phi tưởng, làm khuynh động không tư duy cũng không tạo tác. Không động này tức là không bị thượng phần các kiết kia cột trói những loạn tâm, không động này không biến chuyển cũng không hối cải chuyển đổi, lại tùy nơi một trong số các định tịch tĩnh, không sanh ái vị luyến mộ đáng trước kiên cố. Buộc niệm vì đoạn thượng phần các kiết kia, nơi nội thân trụ quán theo thân, như vậy cho đến nói rộng niệm trụ. Do tu không tạo tác như thế nên đoạn các sanh ái, do tu không động lại như thế nên đoạn các định ái, nơi kia xả lìa tất cả sự hiện hành nên gọi là đoạn. Do tu buộc niệm khiến tất cả thượng phần các kiết vĩnh viễn đoạn không sót thừa nên tụ tập đối trị. Như vậy vì nương tu tập không tạo tác, không động lay buộc niệm, năng khiến tất cả thượng phần các kiết vĩnh viễn đoạn không còn sót. Đây gọi là vượt qua bạo lưu thứ sáu, đó là bạo lưu của ý năng rõ biết các pháp. Lại có sự giải thích khác,
Sao gọi là không động lay? Nói không động lay tức là cần từ thiện, tánh không sân. Do nhiều duyên đầy các thánh đệ tử ở nơi thần đoạn trừ tả nguyện, Tu Sa Ma Tha và Tỳ Bát Xá Na, do từ kia nên Tu Sa Ma Tha, do niệm trụ nên Tu Tỳ Bát Xá Na. Tránh tu hành như vậy ở nơi năng tùy thuận đoạn thượng phần kiết, tu tập ba tâm chóng được viên mãn. Đó là đối với thân cõi trên tâm không đáng nhiễm, đối với hữu tình cõi dưới tâm không vẫn khỏe. Người không phóng dật tức là đối với cảnh trên dưới tâm không nhiễm ô. Còn lại như trước thuyết, như vậy gọi là vượt qua năm bạo lưu, sẽ vượt qua bạo lưu thứ sáu. Liễu pháp tức là ở nơi pháp khổ năng hiểu rõ năng quán sát, ở nơi pháp tập diệt và đạo năng hiểu rõ năng quán sát. Tụ tập vô tầm định tức là đã năng liễu tri pháp như thật rồi, lại an trụ trong đoạn diệt và xả bỏ xa lìa sự trói cột của các dục nơi cư gia, hoặc sống ở chốn ả lan nhã, hoặc ở dưới gốc cây, chốn không nhàn. Đối với sở hữu hỷ thân, mắt nhận biết sắc thuận theo hỷ. Đối với sở hữu yêu thân, mắt nhận biết sắc thuận theo yêu. Đối với sở hữu xả thân, mắt nhận biết sắc thuận theo xả. Đối với sở duyên đầy không bị tầm dục triển, tầm nhiều an trụ cho đến cũng không sanh tầm triển, tương ứng với nhà thế tục tầm nhiều an trụ. Giả sử sanh khởi tầm dục cho đến tầm tương ứng với nhà thế tục, tức năng như thật, rõ biết ra khỏi, không bị tầm dục làm chướng ngại, cho đến không bị tầm tương ưng với nhà thế tục làm chướng ngại, chỉ năng tĩnh lặng quan sát suy nghĩ tỉ mỉ thẳm sâu, do phương tiện đây, do tu đạo đây, năng đoạn quá thất của nhiễm ái hỷ thân, năng đoạn quá thất phẫn khỏe ái thân, năng đoạn quá thất của hôn trầm xả thân. Vì các triển đoạn nên thân được khinh an, vì tùy mân đoạn nên đối với ba thân nhiễm ô hệ thuộc dục giới tâm khéo giải thoát, bấy giờ gọi là đã vượt qua các dục ái rộng lớn lớn. Chỗ gọi nơi các sắc cho đến xúc, ái lưu hành khắp, hoặc ái hòa hợp, hoặc ái tăng trưởng, hoặc ái không lìa, hoặc ái không hòa hợp, hoặc ái thối giảm, hoặc ái biệt ly, hoặc ái trở lại thọ sanh ở dục giới. Lại có sự giải thích khác, sao gọi là tu tập vô tầm định, tức là đã đắc không tầm, không tứ, tịnh lự, còn lại như trước đã thuyết. Lại nữa, này sẽ tóm được biện biệt nghĩa đã nói ở trên, đó là thiên nữ kia tóm được hỏi Thế Tôn về ba chủng yếu nghĩa. 1. Đoạn hạ phần kiết. 2. Phương tiện đoạn thượng phần kiết. 3. Tức phương tiện đoạn hạ phần kiết kia và khéo đoạn như kia. Hỏi như vậy rồi, bấy giờ Thế Tôn tùy theo đó dẫn dạy. Đó là do thân khinh an, tâm khéo giải thoát. Như vậy đã trả lời câu hỏi của thiên nữ kia về đoạn hạ phần kiết, không phải phương tiện đoạn. Do không tạo tác buộc niệm, không động lay. Như vậy đã trả lời câu hỏi của kia về đoạn thượng phần kiết, không phải phương tiện đoạn, mà ở kia đoạn. Các đoạn trước thiền nữ cũng liền lãnh hiểu, chỉ trừ phương tiện đoạn hạ phần kiết và khéo đoạn như kia. Lúc bấy giờ Thế Tôn trước dạy dụng tu vô tầm định, rộng nói bằng nhiều cách khác nhau để trả lời câu hỏi về phương tiện đoạn. Đó là năng đoạn, như đoạn và sở đoạn. Trong đây liễu pháp gọi là năng đoạn, tu vô tầm định gọi là như đoạn. Lỗi phẫn sở đoạn, đó là phẩm sân khỏe. Lỗi ái sở đoạn, đó là phẩm tham dục. Lỗi hôn trầm sở đoạn, đó là phẩm ngu si. Như vậy gọi là năng đoạn, như đoạn và sở đoạn. Như vậy rộng đắc phương tiện đoạn rồi, chỉ còn lại như kia khéo đoạn. Lại do nhân duyên tu phổ tầm định thứ hai sai khác trả lời cho câu hỏi khéo đoạn. Nói khéo đoạn tức là đoạn rốt ráo, đoạn hết phần, đoạn tất cả tạp nhiễm. Do rõ biết pháp giải thích đoạn rốt ráo, do tu phổ tầm định giải thích đoạn hết phần, do đoạn tất cả tham sân si triền và tùy miên giải thích đoạn tất cả tạp nhiễm. Nên biết trong đây gọi là nghĩa tóm lược. Lại thiền nữ kia đường theo các hiếu học nhưng chưa thể đắc thắng ý, tuy đã ly dục tham nhưng chưa thể tham thượng nên mới hít khỏi thừa hỏi. Ý gọi là cái phao, như kinh thuyết thẹn hổ lấy phao ý làm trục. Đối với phao đây vẫn chưa chứng đắc thì nói kia chưa đắc cái phao. Trong đây gì gọi là cái phao? Đó là đối với các kiết tầm khéo giải thoát. Thế gian thường có sợ, chúng sanh thường chán ngán, nơi các khổ chưa sanh hoặc trong khổ đã sanh, nếu có ít không sợ, nay mong vì tôi nói. Trời ta quán giải thoát, không lìa trí tinh tấn, không lìa nhiếp các căn, không lìa tất cả xả. Tôi xem rất lâu xa, phạm trí bát niết bàn, đã qua các sợ hãi, vượt tham đắm thế gian. Này trong kệ tụng đầy, từ dục giới cho đến hữu này, các thần đều gọi là thế gian. Nghĩa trong đầy, tức là ý hữu tình thế gian ở dục giới có vui có khổ. Nếu các hữu tình được sự nhiếp dưỡng đầy đủ của 10 vật dụng nuôi thân không bị thiếu thốn,
thân an vui khỏe mạnh không bệnh tật, tuổi chưa già yếu gọi là hữu tình thế gian, có vui. Trái với tướng đây nên biết là hữu tình thế gian có khổ. Chúng sanh thế gian phần ít có vui, phần nhiều có khổ. Các hữu tình thế gian có vui, thường ôm lòng lo sợ, chớ để tài bảo của ta bị vua xâm đoạt. Nói rộng cho đến chớ do duyên đây mà gặp các khổ nạn, chớ để gió nóng phát khởi bên trong, cho đến chớ để người hoặc phi nhân xâm tổn ta. Như vậy sự khổ do lo sợ của cải tài sản bị biến hoại trong vị lai, và sự khổ do thân bị hư hoại nên tâm thường sợ hãi. Các hữu tình thế gian có khổ, hiện bị các khổ bức bách thân tâm, có yêu có khổ, có sầu, có tên nhọn, có các nhiễu não, hàng sống không an ổn. Như vậy nên nói, thế gian thường có sợ, chúng sanh thường chán ngán nơi các khổ chưa sanh hoặc trong khổ đã sanh. Do nhân duyên đây, chư thiên kia hiện thấy các hữu tình thế gian dù có vui mà vui đây không chắc chắn, nên thỉnh hỏi Như Lai về sự có vui chắc chắn và không có sự lo sợ. Bấy giờ Thế Tôn liền vì vị trời kia phương tiện dạy bảo, chỉ trong thánh giáo mới có việc như vậy, trong các pháp ngoại đạo không có được. Như có Sa Môn hoặc Bà La Môn trụ ngoài chánh pháp, không như thật biết quá hoạn của các dục trong hiện pháp và ở tương lai. Vì không biết nên hy cầu các dục vị lai sai khác, xả dục hiện pháp, cầu dục hậu pháp, nên cần thọ học sở hữu cấm giới. Tuy an trụ cấm giới như vậy nhưng lại không có trí tuệ, chẳng phòng hộ căn môn, chẳng giữ gìn chánh niệm, không thường giải niệm, cho đến nói rộng. Vì kẻ kia chẳng điều phục nhiếp giữ các căn môn, nên đối với chút ít loại dưỡng cung kính mà người khác thí cho vẫn còn sanh ái vị bậc thượng, tùy khỏi luyến trước hạ huống loại dưỡng rộng lớn. Kẻ tình cần thọ học cấm giới mà xa lìa trí tuệ mật hộ căn môn như vậy, đối với dục ở hiện pháp còn chẳng thể đoạn trừ hạ huống đoạn dục ở hậu pháp. Lại ở nơi kia có Sa Môn hoặc Bà La Môn do biết thô quá hoạn của dục nên năng vượt qua các dục hiện pháp và hậu pháp, nhưng lại hần cầu ly dục của địa trên là chỗ không phải giải thoát mà khởi tưởng cho là giải thoát. Do đoạn trừ xả bỏ các dục, liền đến viễn ly, kia tinh cần tránh tư duy luôn nhiều tu tập như vậy, ly dục dục giới cho đến ly dục vô sở hữu xứ. Do nhân duyên đầy xả tự thể cõi dưới, yêu thích tự thể cõi trên, do ái kia nên ở đời đương lai còn không thể giải thoát khỏi tự thể địa dưới hạ huống địa trên. Vì vậy những kẻ kia lầm lạc xả bỏ tài bảo, tự thể mê lầm lạc đường, tuy an trụ dũng mãnh tinh cần mà lại không thể được một hướng khoái lạc, tức là có hay không còn sự sợ hãi. Vì cớ sao? Bậc thầy ngoại đạo kia vẫn còn không thấy không biết cõi đây, hà huống có thể vì các đệ tử rộng khai thị chỉ bày luận mà bậc thầy ngoại đạo và đệ tử chế lập, chắc chắn không có các ngăn mé khổ. Trái với tướng đây, tức trong chánh pháp thiện thuyết tỷ nại gia nên biết có đầy đủ tất cả nghĩa lợi, cho đến nhất định có các ngàn mé khổ. Nương mật ý này, Phật vì vị trời kia thuyết lời như vậy. Trời ta quán giải thoát, không lìa trí tinh tấn, không lìa nhiếp các căn, không lìa tất cả xả. Lại nữa, này sẽ tóm lược biện biệt nghĩa đã nói trên. Đó là vì hiển thị trong tà pháp ác thuyết tỷ nại gia, thầy và đệ tử đều có sự suy tổn. Trong chánh pháp thiện thuyết tỷ nại gia, đầy đủ sự tốt đẹp an lành, năng chứng tận ngàn mé tất cả khổ, nên biết gọi là nghĩa tóm lược trong phần này. Bấy giờ vị trời kia nghe Đức Phật Thế Tôn đáp lời thưa hỏi liền hoan hỷ vui mừng, dùng bốn chủng công đức vô lượng tán thán Như Lai. Đó là Đức Phật Thế Tôn khó xuất hiện, hiện ra nơi đời, năng thành tựu hạnh lợi tha, cũng năng kiến lập đức tự lợi. Ở nơi hạnh tự lợi lợi tha xa lìa tầm nhiễm, tôi xem rất lâu xa, phạm trí bát niết bàn, lời kệ đầy tán thán đức khó xuất hiện nơi đời của Đức Phật. Đã vượt qua các oán, lời kệ đầy tán thán đức hành lợi tha của Đức Phật. Đã qua các sợ hãi, lời kệ đầy tán thán đức tự lợi của Đức Phật. Vượt tham đắm thế gian, lời kệ đầy tán thán đức ở nơi hạnh tự lợi lợi tha mà lìa tâm nhiễm của Đức Phật. Đây là bốn chủng công đức sai khác. Nên biết lại có ba chủng sai khác, đó là vì khó xuất hiện, vì khó thể thấy, vì kiến lập hạnh tự lợi lợi tha. Thấy tức là năng thành tựu nghĩa lớn. Thành tựu nghĩa lớn tức là vì lìa tâm nhiễm, dành khắp tất cả cũng không có các tội. Các đức của chư Phật Thế Tôn thật là tối thượng thủ thắng như vậy, phải lấy tướng đây mà tán thán chư Như Lai.